Ok, là tiên xin chào tất cả các anh em cần thủ đam mê câu cá từ miền Nam miền Bắc. Hôm nay em tiếp tục lên cho anh em một clip là gồm 9 con máy. 9 con máy này là những con máy hàng tiễn, hàng lựa về. Có một số con có độ mới tầm khoảng 95%. Đa phần những con này là ít xuất sắc, hoạt động ok, chân chu. Rồi đếm vô cụ thể từng máy cho anh em xem. Ok, máy đầu tiên em lên cho mọi người đây. Đây là một con máy Otega 2500 SHV. Con máy như máy thuộc dạng máy cối nông nha. Nhưng thông số cứ cước của nó đây, số 3 được 100, số 3 được 160 m, số 4 vô được 130 m, số 5 vô được 100 m. Đây, ở đây nó còn trong bụi nữa nè. Này em chưa lau hết, chưa vệ sinh nữa nè. Con máy khá ok. Con lăn lăn nha mọi người. Đó. Hàng này hàng cổ Nhật. Nói chung máy này hoạt động chân chu không lỗi, thấy không? Máy sử dụng ABS đây, hàng của Nhật, hàng hàng còn chưa lau chùi trong đây nữa nè. Máy sử dụng ABS hoạt động chân chu. Đó. Đất đây, đất bị xước không? Đó. Đất bị chóc sơn một ít thôi. Nói chung con máy này hoàn hảo không lỗi, nguyên sống đây cứ ok, quay được ok, để tới ok đổi cước rồi. Động đây đó. Này phá này nào, máy xương ABS phá là dính, phá là dính được, động chân chung không lỗi, không gung lắc nha anh em, máy nào gung lắc nó gung lắc đó. Rồi giá công khai luôn, giá công khai ra đi con này là 1 triệu nha mọi người đó, giá công khai 1 triệu, máy số 1 1 triệu đồng cộng ship. Con này thích hợp cho anh em đi lua lóc, đánh đi sâu, không hay đi lua mực. Tiếp theo là con mắt số 2, một hàng cũng khá là thương hiệu. Đây, một con máy Daiwa Kit. Daiwa Kit này là kit 42004 nha mọi người. Kit Cadena. Cước số BE0.6 được 100 m nha. BE0.6 được 100 m. Hàng này hàng cối khá là nông đó. Đây máy xước xác li ti đó, thấy không? Đó, xước xác li ti. Hàng thì có tặng đồ chơi theo, đó là cái chống đỡ máy, đây khi để cần thì nó sẽ nằm vậy, nó xước xác máy hơn đó. Bộ bình kêu rất là giòn nha anh em, đây cước ok, tay quay tay quay đôi khu ngầu luôn, rất là ngầu, máy hoạt động chân chu không lỗi, nó quay ngược ok, quay tới ok, nó phá là đứng, phá là đứng. Chung máy quay im gu không lỗi làm gì hết, cúc to nha mọi người. Kết là con nào cũng vậy. Nói chung thì máy này có mấy chỗ xước vậy em nói cho anh em nghe rồi đó, hoạt động này đó. Rồi giá công khai máy luôn, giá công khai là 1,4 triệu cộng ship nha mọi người đó, xước li ti đây đó, 1,4 triệu cộng ship. Hàng này là hàng của Thái Lan nha mọi người, hàng Thái Lan xứ Nhật, những máy nào xây tầm 3.500 trở lên đó là mới là hàng của Nhật. Rồi, tiếp theo là con máy số 3. Một con máy vẫn là con máy Daiwa Kit. Đó. À, kit 1500. Xe thật của nó so với Shimano. Dây số 105 được 130 m, số 2 được 100 m. Xe chuẩn 1500 luôn. Đây rất ok.
Đây, xước tí đây tí. Đất thì trước đất thôi. Đúng. Hàng vẫn là hàng của Thái Lan nha, hàng Thái Lan xuất Nhật cho mọi người. Đó. Máy sử dụng cốt và cốt cũng cốt to nha. Hoạt động trơn tru, tay quay trơn. Đó. Không lỗi. Thích hợp cho anh em này đánh lục đi lua, câu ISO, lua suối. Những hàng này á nó nặng tầm khoảng 200 gram à. Không tới nữa. Ừ. Hoạt động trơn tru. Lui ok nè, thấy không? Quay dèo dèo luôn. Rồi, giá công khai máy luôn. Giá công khai con này vẫn là 1 triệu tư nha. Máy số 3 1 triệu tư. Rồi, tiếp theo sẽ là hàng máy trên đây. Đây là một con Shimano Nawi 3000. Hàng khá là ok. Hàng sử dụng 4 mặt đạn. Đó. Tại vì tôi hàng này của Malaysia xuất Nhật, tem Shimano, cước số 3 được 150 m, số 4 được 100 m, số 2 được 220 m. Con lăn ok, con lăn lăn mọi người, em bán máy em test con này kỹ lắm, một bên sóng và cộng chân châu nó không cung lắp nó theo mười sống tay cực ok. Đó, ABS máy chạy ABS phá này nè, phá là dính, phá là dính, quay ngược nè, quay ngược ok chân trù, quay tới ok chân trù. Đó, thấy không? Rồi, giá công khai con này luôn, giá công khai con này là 900k nha mọi người. Máy số 4 900k cộng ship. Ừ. Tiếp theo sẽ là con máy số 5. Vẫn là một con Navi Shimano Navi 4000. Con nãy là con 3000, con này 4000. Con này thì nồi nó bao bóng, bao mới. Độ mới theo em đánh giá con này tầm khoảng 95%, 96%. Đây, đít không bị xước luôn. Đó. Đó, thấy không? Máy em bán thì em soi kỹ cho mọi người hết. Đây, hàng của Malaysia xuất Nhật. Tay quay không xước. Tay quay gặp được nha mọi người. Đó. Những máy mới thế này á thì nó ngoại hình nó ok đi á, thì nhông cổ nó bao ok. Vì được ít, rất là ít sử dụng. Đa phần những máy này máy trưng bày để cước ok. Còn lần lần nha. Nào, soi kỹ trong đây cho anh em xem luôn. Đó. Máy hoạt động đây. Chân chu không lỗi, không rung, không mất luôn á. Máy hỗ trợ ABS phá là dính. Nào, quay ngược ok nè. Đó. Người tới ok nè, nó một viên sóng lấy cước ok, hoạt động ok. Nó hàng của Malaysia nha mọi người, hàng Malaysia xuất Nhật, một viên sóng lấy cước ok, máy còn nguyên zin chưa tháo chưa gửi. Rồi, giá công khai còn luôn, giá công khai con này là 1,1 triệu cộng ship nha mọi người. Giá 1,1 triệu cộng ship. Máy số 5. Tiếp theo sẽ là con máy số 6. Đây. Con này con Shimano Twin Power 2000. Máy xuất sắc này nha. Đó. Máy xuất sắc. À, máy xuất xa em quay xuất xác. Hàng 2000 của Nhật nha mọi người. Máy xuất xác em quay kỹ cho mọi người xem luôn. Đây em đọc một số cước cho mọi người xem.
cước 2 được 150 m, cước 3 được 100 m, cước 4 được 70 m. Từ green. Đó. Đây cước ok nè, máy hoạt động trơn tru nha. Những máy này thì em bao hoạt động. Bao mượt, bao lỗi lầm. Thích hợp cho anh em đi lô cá lóc, lô nhái, câu ISO, lô suối, lô hồng. Lô bình ok. Đấy cước ok. Rồi, giá công khai còn này luôn. Giá công khai là 1,4 triệu cộng ship nha mọi người. Con tờ win này, máy số 6, 1,4 triệu cộng ship. Đó. Tiếp theo sẽ là dàn máy ở trên. Dàn máy khá là ok. Máy số 7 nha mọi người. Đây, đây là một con máy số 7. Đây là một con Utega 4000. Đó, Utega hàng của Shimano 4000. Cước 4 vô được 145m, cước 5 vô được 115m. Dây ni lông hồi nãy là dây Furo là gì không biết luôn. Dây ni lông thì vô được 150m, cước 5 vô được 125m. Hàng Shimano Utega. Hàng này là hàng của Nhật, sản xuất năm 2009 nha mọi người. Đó, hàng đời khá là cao. Đây xem bên đây có xước đi ít nha. Đó, xước con lăn lăn nha mọi người. Đất thì ok, đất không bị xước nhiều, máy hoạt động ok, êm mượt nè. Cảm giác cái đầu nó lắc nhẹ này ha anh em. Nói chung thì những đời này hoạt động thì bao mượt, bao êm. Cái tặng dây be theo nồi nha mọi người, be riêng của bên Nhật luôn á. Anh em về đánh được thì đánh. Ở quầy gì không trống luôn. Máy phá hai chiều. Đó. Phá ok. Quay tới ok, quay lùi ok. Nói chung thì máy con này quay còn rất là mượt nha. Có nút châm dầu nha mọi người. Đó. Rồi. Xong. Giá công khai mới luôn. Giá công khai 2 triệu cộng ship. Hoạt động trơn tru, không lỗi không lầm. Lỗi lầm thì em báo rồi đó. Tiếp theo con máy số 8. Một hàng khá là ok, hàng cao cấp, anh nhiều anh em săn lắm đây. Đây, con này là một con kit. Quay lên trên đây cho anh em xem kỹ phần này có nó bị xước không. Đây, con kit này là kit Cadena 4000. Em soi cho anh em xem. Đây, cước 5 được 200m, cước 6 được 150m. Đó, em soi kỹ cho anh em xem. Con lăn không bị xước. Đó. Đít không bị xước luôn. Đây, có bị một chấm ở đây thôi. Đó. Tay quay không bị xước luôn. Bằng đít không bị xước hết. Đó. Rồi, tổng quan con này mới tầm khoảng 97%. Nồi ok nha anh em. Không lỗi nha. Con lăn này không lỗi là biết đó, ít câu lắm này. Nuôi sống, hàng sử dụng cốt to. Máy thì hoạt động trơn tru, không lỗi lầm. Đó. Tay quay thì tay quay zin. Đó, máy hoạt động đấy không? Im ru, trơn tru luôn. Máy sử dụng ABS. Con này thì chuyên cho anh em đi đánh lóc, đánh lóc gừng nhé thật. Thôi anh em đi đánh lục đầu càng cũng nghiêm. Những con này thì anh em đánh lóc đánh chẻm bao cốt to. Hoạt động quá mượt rồi. Quay ngược đây, nó máy sao em bảo vậy. Quay tới đây, nó hàng bao im mượt.
Đó, rồi giá công khai nha mọi người, giá công khai coi này luôn, giá công khai là 2,8 triệu cộng ship. Nó anh em nào ưng thì hút, em nó về. Giá này là giá em đã tham khảo hết rồi, giá bao giá luôn á, 2,8 triệu cộng ship nếu có một con máy mới như vậy. Rồi tiếp theo sẽ con máy cuối cùng đây, một con Daiwa, một con Shimano Asuro Power, hàng chuyên cho anh em đánh lục. Đây rất ok, chống gói cước. Còn máy này sẽ là nồi tiếp 5, tiếp 5 được 200 m, cước 6 vô được 120 160 m, dây ở dưới là dây BE, cước 4 vô được 175 m, cước 5 vô được 140 m, hàng xả cước nhanh nha mọi người. Đó đây, phá đây đó nè, phá cứng nè, giật ra chút nè, đó phá cứng nè, đó hàng này chuyên cho anh em đi săn hàng, anh em thao tác rất là nhanh nên không có bị nổ gì linh đó. Hàng Power, hàng của Nhật nha mọi người. Đó máy máy đánh nông, có nông chuyên cho anh em đánh lục, nó giặt bờ biển, hoạt động chân chu, hoạt động thì anh em đã thấy rồi, độ thu dây là chân chu. Đồ bên sống. Máy cước ok, máy sử dụng ABS, chống trả ngược, quay ngược ok, quay tới ok, không anh em nhìn test độ ngược mượt nó thì anh em khỏi bàn. Đó đây test tổng quan cái máy đây này, đó đất đây không bị xước nha, đất dưới đây có hông luôn. Đó hàng sau thì em nói vậy đó, em test cho anh em xem vậy, anh em bảo máy xước đây, máy bị chấm nhỏ cho này đó, nó còn lăn bên đây đây này, còn lăn bên đây nó bị xước một tí đây, chắc cái này do vận chuyển thôi, làm gì mà xước con lăn này mà không xước đất được. Đó hàng này là hàng tiễn về, tổng quan máy một bên ok, không xước, máy cước ok. Rồi giá công khai máy luôn nha mọi người, giá công khai là 2,8 triệu cộng ship. Đó tổng cộng đó là 9 con máy em lên cho mọi người ngày hôm nay, giá cả chưa bao gồm phí ship. Rồi anh em vui lòng mua, vui lòng liên hệ với em qua số điện thoại em để trên clip, hoặc anh em có thể nhắn tin và để là số điện thoại em có thể liên hệ thẳng với anh em. Rồi cảm ơn anh em.